vừa rồi thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng có giao cho Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các cái sở ngành và quận huyện đánh giá lại qua 3 năm thực hiện cái quyết định 33, thì báo cáo với tất cả các anh chị cùng với toàn thể quý vị theo dõi báo pháp luật á, thì quyết định 33 là một cái chủ trương rất là đúng đắn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có đất ở khu dân cư, có nhu cầu tách thửa cho con cái hoặc là tách thửa đất ra để mà mình có thể chuyển nhượng để lấy một số vốn làm ăn, hoặc có thể là mình đầu tư một cái công việc cụ thể, thì tạo cho một cái điều kiện trong cái quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị ở thành phố. Thì đánh giá kết quả của quyết định 33 thì đạt được rất nhiều kết quả trong cái chỉ đạo của thành ủy, rồi hội đồng dân và ủy ban nhân thành phố. Nhưng bên cạnh đó thì trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định 33 từ năm 2014 thì cũng có những cái nội dung mà trong quy định thì nó cũng chưa rõ. Thì chính vì vậy mà các cái cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tổ chức thực hiện cũng chưa hướng dẫn cụ thể, và trong việc chưa hướng dẫn cụ thể như vậy thì làm cho người thực hiện cũng rất là khó khăn, đặc biệt là người dân có đất có nhu cầu tách thửa. Và chính vì vậy là trong cái quá trình thực hiện và kiểm tra giám sát thì nó cũng có những cái điều là chưa chặt chẽ, dẫn đến là đáng lẽ là phải thực hiện dự án thì người ta lại lách qua bằng cách là tách thửa theo quyết định 33, và dẫn đến là các khu vực được tách thửa thì không đảm bảo về điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Chính vì vậy cũng gây bức xúc trong là các khu vực dân cư, và đặc biệt là những người mà người ta được chuyển nhượng các thửa đất ở các khu vực đó khi chưa đầy đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật và điều kiện hạ tầng xã hội. Thì chính bản thân Sở Tài nguyên Môi trường là cơ quan tham mưu, chúng tôi cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm những nội dung này, và đặc biệt là các cái cơ quan kiểm tra thanh tra cũng đã thanh tra kiểm tra và chỉ ra những cái mặt còn hạn chế và xử lý những cái trường hợp cá nhân nào trong quá trình tổ chức thực hiện mà chưa chặt chẽ và dẫn đến có những cái chuyện mà sai với quy định pháp luật và sai bản chất của quyết định 33. Và chính vì vậy thì chúng tôi tập trung vào sửa quyết định 33 để tiếp thu một số nội dung trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như thực tiễn và nhu cầu của người dân thành phố. Và cũng có một điều thuận lợi là quá trình thực hiện quyết định 33 thì trong đó có quy định diện tích tối thiểu tách thửa về đất ở, nhưng mà chưa quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp. Như vậy thì nó cũng có điểm vướng cho bà con ở năm huyện ngoại thành hiện nay đang thực hiện cái chương trình nông thôn mới. Thì chính vì vậy thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có kiến nghị với đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và được các cái bộ ngành ủng hộ, trong đó Bộ Tài nguyên Môi trường có trình cho chính phủ là cái nghị định sửa cái nghị định 43 thì có quy định cho phép các tỉnh thành phố được phép quy định diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở và các loại đất khác. Và chính trong sửa quyết định 60 lần này và có tiếp thu tinh thần của nghị định 01 thì chúng tôi quy định diện tích tách thửa đất ở và các cái loại đất khác, kể cả đất nông nghiệp, giúp cho người dân rất thuận lợi trong cái việc mà muốn phân chia thửa đất nông nghiệp để chuyển nhượng cho người dân khác có nhu cầu sản xuất nông nghiệp, và người ta cũng có một số tiền để người ta đầu tư trên mảnh đất nông nghiệp của mình. Và cái điểm lớn nhất lần này chúng tôi tiếp thu và để chúng ta hạn chế cái việc mà khi tách thửa là điều kiện hạ tầng là không đảm bảo, dẫn đến cái việc là người dân sinh sống ở các khu vực tách thửa là người ta không đầy đủ các cái điều kiện để mà sinh sống ở một khu dân cư hoàn chỉnh. Thì lần này là trong quyết định ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố có hai vấn đề rất quan trọng. Cái thứ nhất là giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ có cái hướng dẫn cụ thể về điều kiện hạ tầng nói chung, gồm có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội, để tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố phải kiểm soát chặt chẽ về điều kiện hạ tầng khi tách thửa và tránh được cái trường hợp mà trước đây là điều kiện hạ tầng không đảm bảo. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là để chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện thì trong quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố lần này cũng giao trách nhiệm cho chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện là đối với trường hợp tách thửa đất mà có hình thành đường giao thông thì phải có một cái tổ
cơ cấu các phòng ban có liên quan để xem xét hết sức là chặt chẽ, đặc biệt là sự phù hợp quy hoạch và các vấn đề hạ tầng, để trên cơ sở là cho ý kiến và nghiệm thu về hạ tầng xong rồi để giải quyết câu chuyện tách thửa. Thì hai yếu tố này cộng lại thì giúp chúng ta là kiểm soát được về vấn đề hạ tầng, mà trước đây trong quyết định 33 chúng ta cũng còn những vấn đề chưa chặt chẽ, thì lần này chúng ta có quy định cụ thể hơn. Tôi cũng nói xuyên suốt trong cái quyết định 33 trước đây và quyết định 60 lần này, thì chúng tôi đang tham mưu cho thành phố quy định cụ thể một nội dung mà trong luật đất đai cho phép và trong nghị định cho phép, là bây giờ người dân có đất ở rồi thì người ta có được thực hiện các quyền của mình, trong đó có quyền tách thửa, hoặc là có đất nông nghiệp người ta thực hiện cái quyền của mình trên tách thửa đất nông nghiệp. Như vậy thì mình chỉ hướng dẫn một cái nội dung về tách thửa đất thôi. Còn đối với việc làm dự án thì tôi khẳng định lại nữa là mình làm dự án thì mình phải làm theo luật nhà ở, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai và các luật chuyên ngành. Không thể nào mình làm dự án mà mình dựa vào quyết định 60 làm dễ được, và tôi khẳng định rất rõ rồi.